Dạ alo, Ừ. có phải số máy của chị Thơ không ạ? Đúng rồi. À? Ủa chị Thơ mà sao nghe giọng Chị Ủa anh là cái gì vậy? chồng. Anh là chồng của chị Thơ hả? Ừ. Ủa chị Thơ đâu anh? Kim chị em. Dạ. Chị vậy? À chị đi dạy rồi hả? Chừng nào chị về anh? Anh hỏi chi vậy? Dạ, thì em là Vy, em gọi cho mình từ công ty tài chính ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đó. Thì Đâu đợt có vừa tiền rồi á, ơi. dạ, Ừ. alo ạ. Anh nghe. Dạ, thì đợt này lãi rẻ thì mình có cân nhắc không anh? Ý là anh nói anh cứ dư tiền anh xài rồi. Nghe không? Dạ, em nghe nè anh. Ừ. Anh nói anh có đủ tiền, anh dư tiền anh xài rồi. Ủa, mình làm gì mà dư nhiều tiền dữ vậy anh? Anh làm YouTube em. Anh làm YouTube hả? Kênh Ừ. YouTube của anh là cái gì vậy? Anh làm mảng dịch vụ em. Anh chạy sub chị giờ. Em cần không anh chạy cho. Dạ không cần đâu anh. Ừ. Ngày anh làm thu nhập có 10 triệu Anh làm thu nhập 10 triệu hả? á. Ừ, một ngày á. Dạ, một ngày anh làm 10 triệu. Đúng rồi. Ở chỗ anh còn tiền không? Chỉ cho em làm với. Có em quay video bán anh. Quay video sao anh? Quay không mặc đồ á. Trời ơi, sao anh nói chuyện gì mà ghê quá vậy anh? Thiệt mà anh làm anh video đó mà. Anh làm ghê, đáng sợ vậy luôn hả? Ừ, chủ đề 18 cộng mà. Cần gì liên hệ anh bán clip cho anh. Trời ghê quá anh ơi. Thiệt mà anh làm mấy kênh 18 cộng mà. Từ view nước Hàng chi ngoài làm mấy cái đó nhiều tiền ghê ha. á. Ừ. Số Ủa Zalo chị của em đi phải dạy không? hả Hả? Ừ. Số nhà anh? Khi nào Zalo. thì chị về anh? Chi vậy? Thì em thấy cái hồ sơ này tên chị á, nên em cần gặp chị để em tư vấn đó. Đã nói anh có đủ tiền xài rồi. Em không hiểu mà. Dạ em nghe rồi anh. Rồi bán video cho anh không? Anh kết bạn Zalo. Trời em làm công việc hợp pháp chứ đâu mà làm thấy ghê nha anh vậy anh. Hôm nay view từ nước ngoài mà lo gì? Ừ. Dạ sao View từ nước ngoài em đừng lo. dạ thôi anh, em làm công việc này cũng ổn định rồi anh. Ừ. Bên anh cũng ổn định rồi, khỏi kiếm nữa nha. Dạ. Ừ.